Mến chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình ha. Thì như chủ đề ngày hôm nay là mình sẽ là quay cho các bạn xem về cái vườn đậu bắp của nhà mình nha các bạn. Cũng như là chia sẻ cho các bạn về cái cách trồng đậu bắp làm sao mà cho nó đạt cái năng suất nó tốt nhất ha. Thì hiện tại các bạn thì bạn mà muốn trồng cái đậu bắp mà nó đạt năng suất á, thì các bạn phải chọn được cái giống tốt. Thì trên thị trường các bạn thì nó rất là nhiều giống luôn. Nhưng mà mình khuyên các bạn là nên chọn những cái loại giống ngắn ngày ha. Thì ở đây là mình đang trồng cái giống là Phương Nam nha các bạn. Hoặc là một cái giống khác là nó ngắn ngày, đó là giống là Nông Hội nha các bạn ha. Thì các bạn có thể chọn mà trồng ha. Cái thời gian nó tầm khoảng là 40 đến 45 ngày là mình có thể là mình thu hoạch rồi. Và hiện tại các bạn thì trong cái video này thì mẹ mình là cũng là đang đi hái các bạn. Đang thu hoạch á, một số cây nó đã ra trái rồi. Đây các bạn. Đó. Còn về cái khoảng mà cách trồng các bạn thì ở đây là mình trồng là từ 4 tấc đến 5 tấc cho một gốc nha các bạn ha. Mình trồng rất là thưa luôn. Mình không có trồng gần nha các bạn ha. Có nhiều anh em là người ta trồng gần, người ta nghĩ là khi mà mình trồng nhiều thì cái năng suất nó sẽ nhiều. Cái đó là một trong những sai lầm nha các bạn. Vì cái cây thưa các bạn mà khi mà sau này nó lớn lên nó còn tung những cái chèo ra các bạn. Cái lá nó tung lá ra này nọ đó. Mà nó thoáng các bạn thì nó dễ dàng nó quang hợp và nó dễ dàng nó đậu quả. Mà mình trồng gần quá các bạn thì nó phải đâm lên rất là cao luôn thì nó mới ra trái. Và sau này mà mình đi xịt thuốc các bạn nó rất là khó. Riêng về cái loại mà cây bắp tay này các bạn là nó thuộc dòng lá nhám. Nó rất là dễ bị vàng lá luôn. Cũng như là nó bị là những cái loại sâu như là rầy các bạn. Nó nếu như mà chúng ta không phòng và xịt đó, thì nó rất là dễ là bị hư cái cây. Đấy các bạn. Thì các bạn lưu ý ha, thì các bạn phải trồng mà cho nó xa nha, khoảng 4 đến 5 tấc cho một gốc nha mọi người ha. Và clip cách clip thì ở đây là mình trồng khoảng cách nhau là khoảng 2 mét luôn các bạn, và chính giữa là mình có cái con mương luôn. Đây các bạn xem ha. Ở đây mình còn để cỏ nhiều á thì mình chưa có mần kịp các bạn, tại mình nhiều công chuyện lắm. Cái vườn đậu bắp của mình thì cơ bản là cũng được nha mọi người ha, nó cũng rất là xanh chứ nó không có vàng. Thì nếu như là nó bị mà vàng lá các bạn thì các bạn có thể sử dụng những cái loại thuốc dạng cớm để các bạn xịt. Các bạn dùng cái loại thuốc nào cũng vẫn được nhưng mà ký hiệu là dạng cớm ha. Tránh sử dụng những cái loại thuốc mà dạng như nhũ dầu, nó có ký hiệu là EC đó. Thì những cái loại đó các bạn là mình xịt là mình phải hạ liều, nếu không mà hạ liều là nó rất là dễ bị cháy lá ha. Ở đây thì mình chia sẻ cho các bạn vậy. Và ở đây là mình đang trồng xen canh với cây chanh luôn các bạn. Nè, ở đây mình có một số cây nó đang ra trái nè. Ở dưới mương mình nó rau muống nó còn bò lên đấy. Ở đây quay cho các bạn xem, ở đây mình quay nó hơi nhanh nha. Đấy các bạn. Mình trồng rất là thưa nha mọi người ha. Thì mọi người trồng thưa á, sau này các bạn bón phân này nọ đó thì nó cũng rất là dễ nữa. Mà khi mà cái rầy các bạn mà nó nhiều các bạn thì các bạn xịt nó ha. Thì thông thường thì mình chia sẻ luôn ha, cái loại thuốc mà mình hay xịt rầy á, mình sử dụng là cái thuốc là chết rầy nha mọi người ha. Hoặc là thằng chết trắng ha. Chúng ta xịt vào cái khoảng thời gian là buổi chiều ha. Nếu như là nó bị rầy ở dưới cái lớp lá thì mình chịu khó là mình quay cái đầu bét lại ha để mình xịt ha. Thì cái khả năng mà nó chết á thì nó tầm khoảng đâu là 70% thôi các bạn, chứ không thể nào mà là 100%. Riêng cái con rầy phấn trắng á, mình xịt cỡ nào cỡ nó vẫn còn nha mọi người ha. Anh em nào mà nói là xịt hết 100% là không có nha. Ở đây là mình xịt thử rồi. Đấy các bạn, để mình đi một chút cho các bạn xem về cái khoảng cách ha. Mình trồng rất là thưa luôn nha mọi người. Đó. Một clip như vậy thôi mình trồng chỉ có được là 3 đến 4 cây thôi. Đó, cây này nó đã ra bông rồi nè. Đấy các bạn nè. Mình chưa có mần cỏ kịp nữa, chắc nay mai là mình phải xịt nó. Ở đây mình trồng nhiều lắm các bạn, ở đây mình vừa trồng chanh rồi mình trồng xen canh luôn cả cây đậu bắp nữa nha mọi người ha. Thì cơ bản là vậy thôi mọi người, thì mọi người cứ trồng ha. Nó rất là dễ luôn. Chủ yếu là mình trồng thưa ra thôi chứ mình đừng có trồng gần là sau này nó bị sâu này nọ đó các bạn, mà mình đi thu hoạch đó, nó rất là ngứa luôn. Còn cái phân mà để mà bón thúc cho cái cây đậu bắp này các bạn
là mình sử dụng cái phân là 20-15 nha mọi người ha, tức là cái phân ba màu đó. Cái phân này là mình thông thường luôn các bạn, là mình sử dụng cho tất cả các loại cây luôn á. Nó tại vì nó thuộc cái dòng phân là quá hóa học mà hỗn hợp nha mọi người ha. Trong đó là nó có gồm đạm và kali nè, cũng như là lân các bạn. Nó là tăng cái độ dinh dưỡng luôn, cũng như là làm giảm đi cái độ pH đó các bạn. Còn nếu như là các bạn mà đất các bạn xấu quá thì các bạn thấy là sử dụng thêm lân ha. Đó. Rất là dễ luôn, chứ không có gì khó. Các bạn chịu khó bằng cỏ nữa là ok. Đấy. Mọi người xem ha. Nếu như là các bạn mà trồng nhiều á, mình khuyên các bạn vậy nè. Ví dụ như mà nó bị một số bạn hỏi mình là bắp tay bị giàn lá xịt cái gì đó, thì ở đây mình khuyên các bạn ha, nếu như mà nó bị ít quá thì các bạn cũng không cần quan tâm làm gì. Còn nếu như mà nó nhiều á các bạn, thấy không, nó bị khoảng đâu 1/3 trên một cái giường á, thì các bạn nên sử dụng thuốc các bạn xịt ha. Thì các bạn có thể sử dụng là Andracon nè, cộng với là thằng Nativo ha, hoặc là thằng Nativo cộng với là thằng xịt co ha. Đó. Thì các bạn cộng những cái loại thuốc đó thì các bạn xịt là nó sẽ hết nha. Còn nếu như mà ít ít quá thì các bạn xịt thì nó cũng hết, nhưng mà nó lỗ nha mọi người ha. Tại vì cái gì mình trồng kinh doanh mà các bạn, cái gì mà mình cũng sử dụng thuốc hết á các bạn, là nó sẽ lỗ nha mọi người. Đó, mọi người canh vào cái giá ha. Còn cái giá bắp tay á, thì thông thường á, thì cái giá mà nó quân bình á, các bạn là bán tại vườn nó tầm khoảng đâu là 5.000 ha. Nó tùy vào cái thời điểm, có thời điểm nó lên cũng cả 10.000 luôn á, và có thời điểm nó cũng rất là rẻ luôn. Nó ở đây thì mình không có cập nhật cho các bạn về cái giá ha. Ở đây mình chia sẻ cho bạn về cái cách trồng đậu bắp làm sao mà cho nó chuẩn ha. Nó ở đây mình trồng rất là thưa luôn, mình quay cận nét cho các bạn xem ha. Điện thoại của mình thì nó quay nó không có nét mấy, nhưng mà mình sẽ cố gắng ha. Đấy các bạn. Mình á là đang trồng chanh không hạt. Mình thấy đất trống các bạn nên mình xen canh luôn nó. Thì bạn nào mà thích trồng đậu bắp mà cái loại giống mà ngắn ngày này á, thì mình có để một cái đường link ở trên Shopee đó, thì các bạn bấm vào các bạn mua ha. Thì cái đường trên đây là mình mua là trồng là nó chất lượng nha mọi người, chứ không phải là những cái link tầm bậy tầm bạ mình mua về mình trồng nó không có lên. Nó ở đây là mình chia sẻ cho các bạn luôn, mình mua toàn là ở trên Shopee không. Mình lựa những cái shop mà uy tín đó, rồi mình mua về mình trồng, rồi mình test, cũng như là mình chia sẻ cho các bạn ha. Đây các bạn, để mình quay một chút nữa thì mình cũng ngưng nha mọi người ha. Thì thông thường là mình quay khoảng 8 phút là mình ngưng à. Đây các bạn, thì bạn nào mà đang quan tâm về chủ đề làm vườn đó, thì các bạn có thể bấm nút đăng ký cái kênh của mình ha, để kênh mình phát triển nha mọi người. Rồi cuối cùng là mình xin được mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nha.